Hoàng ké của em đi qua bển đi con. Ghé không? Bú chanh nha bú, còn sao không con làm banh ra cho nó bú. Đi qua bển đi. Năm ngày rồi. Thôi nằm ra đi cho con nó bú cho đàng hoàng coi. Mẹ biết thì mà cứ làm công, cò công, cò công. Lát hoài cái tao ra. Con nó bú không được mà cứ nằm chứ vậy ấy giờ sao bú. Vú mạnh không? Mạnh ở đây còn cái vú nè. Đúng rồi. Sáu con heo mất cái vú nhỏ. Lăn sữa mình mẩy hoài luôn. Có cái vú bự ghê chưa. Năm ngày có con này đẹp ngắt, là con người ta dày đây, nó dày cho nó không lại thì sao mà bú gì bé xíu vậy. Gái vậy nó nhỏ rồi, nhỏ chiếu rồi, con trong cùng con gái nhỏ chiếu giật cũng dữ lắm đấy chứ, giật giật quá trời giật. Bé đẹp bú giật giật giật. Heo chanh bú. Gấu. Vậy con nhỏ mà con cứ bị mất cái vú hoài. Rồi chập 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 ghét. Chập 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 chập. Anh đó nó cũng út đẹp nhất dữ rồi sợ hả sợ chết. Bố đứa nào vừa bố vừa kêu
giật 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 giật.